Quang, anh Minh, anh Minh ơi, anh Quang đi đã, anh theo lại đi với em dài giây phút vui. Dù tình nghĩa của đôi ta nửa đường gian dở, những kỷ niệm ba năm hương lửa vẫn còn mãn mang chất nặng ở trong lòng. Gặp lại em anh hết thờ hết dần, anh thèm nghe tiếng khóc của trẻ thơ. Con Thu bây giờ nó sẽ ra sao nếu nó gặp lại anh, biết có nhận thành cha tù vượt ngục hay đó là anh buồn anh giận quên nhớ quên thương cuộc đời. Rồi, thưa quý vị, xin mời quý vị.